Hello anh em, xin mừng em đã trở lại với Siro của mình, Siro của Tài Mi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái fanpage nha anh em. Nói chung là fanpage này thì fanpage về game Vua Hải Tặc đánh theo lượt. Thì nói chung là đã từ rất là lâu rồi mình không có quay lại cái game One Piece đánh theo lượt này. Và ngày hôm kia, mình nhớ không nhầm là hôm kia thì mình có quay một cái clip nói về cái web lậu China Yamato, test con Yamato thì thấy nói chung là vẫn có nhiều anh em quan tâm. Thì nhân tiện đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái web game khác, nói chung là thay đổi không khí thì cũng sẽ là một cái tựa game One Piece game Vua Hải Tặc đánh theo lượt nha anh em. Chi tiết nó như thế nào thì giờ mình sẽ giới thiệu, tại vì mình biết chắc chắn một điều bây giờ thì anh em xem clip của mình thì đa số là xem game One Piece Fighting Pass thôi, chứ ít ai còn xem bên game Vua Hải Tặc đánh theo lượt này, cho nên chắc là anh em sẽ không biết. Cho nên là mình sẽ nói chi tiết cho anh em cũng như là vô game các kiểu nha. Thì link của cái game này mình sẽ để phần mô tả, còn fanpage mình cũng để phần mô tả luôn. Fanpage tên là Đại Chiến Tân Thế Giới nha anh em. Thì hiện tại đang có một cái event, nói chung là thả tim với lại xe link gì đó, thì để mình đọc thử coi. Sự kiện nhận quà nè anh em. Bước 1 là anh em sẽ thả like nha, thả lượt thích và chia sẻ bài viết lên trang cá nhân. Bước 2 là nhận coi game 10 triệu vàng. Nói chung là vàng ở trong cái game này thì nó cũng như kiểu là anh em nạp tiền anh em mới có. Thì để coi cái web này nó ưu đãi thế nào nha. Nhưng mà anh em làm tham gia sự kiện này là anh em nhận được cái code có 10 triệu vàng luôn, rất là nhiều vàng. Cộng tag tên 5 bạn bè đam mê game One Piece và để lại tên đăng nhập bên dưới bài viết. Có nghĩa là anh em tham gia các bước này, sau đó anh em để tên tài khoản của anh em đăng ký trong cái game này để bên dưới phần comment nha. Đây, nói chung là anh em nhận bạn khác tham gia thì đều làm như vậy này. Đấy. Tiếp theo nữa là inbox fanpage và gửi ảnh bạn đã tham gia sự kiện để nhận code. Code được phát cho tất cả thuyền trưởng vào 10 giờ ngày 30 tháng 4 hả? Ủa, cái này lâu rồi mà đúng không? Nói chung là code được phát 30 tháng 4 nhưng mà giờ thì mình nghĩ chắc là vẫn sẽ còn, cho nên nếu mà anh em tham gia thì mình nghĩ chắc là vẫn sẽ có được đấy. Rồi, phần thưởng là 10 triệu vàng. Cái này thì nói về game Đại Chiến Tân Thế Giới, thì bây giờ mình sẽ truy cập sang trang web của game cho anh em xem nha. Đây là link trang web của game, hình ảnh các kiểu khá là ghê. Hình ngũ hoàng nha anh em, Luffy, Kaido, Big Mom, xe tốc đỏ với lại râu đen nhìn khá là hung tợn. Mình không hiểu tại sao hình của tứ hoàng đây nhìn hung tợn vậy. Đấy, thì ở đây có một cái trang web để chơi. Và game này thì chơi trên PC, anh em có thể tải cái mini silent về để chơi cho đỡ lắc rồi nè. Chơi game không giật không lắc các kiểu. Còn về trên điện thoại thì chắc là anh em cần phải tải thêm app hỗ trợ, app Ubro hay là app Pupin gì đó, thì nó sẽ giúp cho anh em giả lập như kiểu PC, anh em có thể chơi được nha. Nhưng mà mình nghĩ sẽ hơi lắc, cho nên chơi PC thì sẽ ok hơn, trên máy tính hoặc laptop thì sẽ ổn áp nha anh em. Rồi, thì đây thì có hiện tại là ra 3 server rồi nha anh em. Server 1 Luffy, server 2 Zoro và server 3 là Nami. Hiện tại server Nami là mới nhất. Về các cái con tướng thì web này có những con tướng rất là ghê, như Katakuri nè, Oden, Zack, Win bệnh dịch nha anh em, có cả Yamato luôn. Ngoài ra thì mình thấy có cả Dragon nữa. Hôm qua mình có lướt qua vào thử và xem top 1 server thấy có cả Dragon nữa. Bây giờ mình sẽ đăng ký cũng như đăng nhập cho anh em xem nha. Cho anh em xem thử cái web này nó như thế nào. Nói chung là lâu lắm rồi mình mới chơi lại web game Vua Hải Tặc. Không phải chơi mà là vô thôi chứ cũng không phải là chơi nữa. Mình đã bỏ cái game kiểu game này từ rất là lâu rồi. Hôm nay mình đi review lại để giới thiệu cho những anh em nào muốn quan tâm, muốn thay đổi không khí sang cái tựa game này chơi thì chơi nha. Thì trước tiên mình sẽ đăng ký một cái nick đi. Ở đây có đăng nhập, thì mình nhấp cho đăng nhập nè. Nếu mà chưa có tài khoản thì anh em đăng ký nhanh tài khoản nha. Thì tên của bạn anh em sẽ nhập cái tên của anh em. Ví dụ như tên của anh em là Hoàng Bảo Nam, đây là tên của mình, thì anh em tên gì thì nên đăng ký nha. Tên đăng nhập thì mình sẽ đặt là VHTZM đi. Nếu anh em nào chưa có tài khoản thì anh em cứ lấy cái tài khoản này chơi cũng được, tại vì mình sẽ cũng sẽ không vào. Tài khoản là VHTZM, mật khẩu là 12345678 nha. Đấy. Nhưng mà anh em nào nhanh tay lấy thì đổi mật khẩu chơi là được. Đó, mình sẽ đăng ký nha. Đăng ký thành công xong rồi thì nó sẽ báo ở đây. À, quên nói một điều nữa là hiện tại Google Chrome hay là Cốc Cốc thì nó sẽ không hỗ trợ Bluefin. Nó không hỗ trợ cái Flash. So đây em là không phải Bluefin mà là không hỗ trợ cái Flash nữa để anh em chơi được những cái game web như thế này. Cho nên anh em cần tải một cái trình duyệt khác. Giống như Google Chrome và Cốc Cốc đó là trình duyệt 37ABC. Hiện tại thì mình đã tải cái trình duyệt 37ABC về. Thì anh em sẽ tải trình duyệt về sau đó truy cập vô chơi bình thường nha. Rồi, mình sẽ đăng nhập này. Hiện tại mình đã đăng nhập rồi cho nên bây giờ mình sẽ chọn server để chơi nha. Thì mình sẽ chọn server 1 đi. Tại vì server 1 là server... Ui, hình ghê vậy. Đây anh em như anh em thấy là hình nền của game giao diện vô khá là ghê. Đây. Có cuộc chiến của Luffy, Kid, ve chai với Zoro với Law đánh với Kaido, Big Mom. Thì tại bên phim thì cũng đang tới đoạn này rồi anh em ơi.
bên bên phim hiện tại đây cũng đang tới đoạn này rồi, khá là hay luôn. Thì mình sẽ chọn một nhân vật nha, vô game thì sẽ có tổng cộng là 6 nhân vật cho anh em lựa chọn. Ba gồm ba hệ chiến sĩ. Chiến sĩ thì sẽ có nam và nữ, rồi xạ thủ sẽ có nam và nữ và hoa tiêu. Nói chung là cũng không phải là ba loại nữa, nói chung chính xác thì bà có bao gồm triệu hồi sư, kiếm sĩ, nhạc công, chiến sĩ, xạ thủ và hoa tiêu. Thì em thích chọn nhân vật nào thì em chọn nha. Hồi nãy mình vừa định nói cái gì quên rồi ta. Bây giờ mình sẽ chọn nhân vật xạ thủ đi. Kết nối bị ngắt hay đăng nhập lại, what the hell. Mình sẽ đặt tên nhân vật là đặt đại gì đi ha. Bảo Nam, mình sẽ viết khỏi biết dấu đi. Rồi ok. Rồi ok, để mình reset lại nha. Nó bị lỗi gì rồi cho nên là vô lại nha, reset lại. Trong thì link web với lại link fanpage các kiểu mình sẽ để phần mô tả cho anh em truy cập nha. Có gì anh em tham gia event các kiểu. Cũng khá lâu rồi mới trở lại những game kiểu này. Thì kiểu gọi là sao ta, sau này nếu mà có tướng gì mới thì chắc là mình mới quay lại test thôi. Chứ còn thật ra thì mình bỏ game này lâu rồi. Mình sẽ đặt là Kisame đi, tên huyền thoại của mình. Rồi không ai lấy tên của mình luôn, quá đã. Rồi mình tắt âm thanh đi nha, âm thanh nó hơi ồn một xíu. Web này thì mình nghĩ nó chắc là kiểu nó sẽ hơi lậu một xíu, tại vì nó có ưu đãi, nó chỉ hơi lậu thôi nha anh em. Tại vì web thường thì chắc chắn nó sẽ không ưu đãi nhiều như vậy đâu. Cái đây là quà nạp đầu, thì anh em chỉ cần nạp vô mệnh giá bất kỳ thì anh em sẽ nhận được luôn cả đô flamingo nè, rồi một cái túi huyết thạch hào hoa, kho báu ác ma thần bí, cái này thì sẽ mở được một chắc quỷ 7 sao, một cái danh hiệu mồ đá khắc ấn, cái này thì dùng để mở tính năng gọi là như kiểu là tăng cấp sức mạnh đó anh em. Rồi một cái thú cưỡi siêu giá trị. Trong đây thì anh em sẽ mở được chọn nhận một món, đó là cá voi sát thủ Billy hoặc là rồng xanh. Con này thì là bét cưỡi thì phải, đúng rồi, bét cưỡi. Rồi tắt đi nha anh em. Thì mới vô game thì anh em sẽ được ưu đãi những cái thứ như sau. Mới vô là được VIP 12 luôn, vãi nồi. VIP 12 luôn nha anh em, VIP cao nhất, cấp 125. Level là được lên 125 luôn, 2000 triệu berry. 2000 triệu berry, 1 triệu vàng, 10 triệu danh vọng và 10 triệu chiến tích. Thể lực thì là 20.000. Đấy, ưu đãi quá nhiều luôn em ơi. Và web thực sự là mình thấy rất là mượt và rất là ok luôn nha. Không hề giật lắc như mấy web Gina đâu. Bên Gina thì nó kiểu nó hơi nước ngoài một xíu nên nó lắc đó là bình thường. Còn web này là web Việt Nam hoàn toàn cho nên là không hề lắc luôn. Xịn sò nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhận một số quà trước đi. Cái này là vui vẻ online, có nghĩa là anh em online cái thời gian ở trên nó nhảy như này. Anh em on tổng thời gian anh em nhận quà ở đây. Đấy. Thì cái này tổng hết là on 30 phút là những cái đầu tiên, 60 phút, 120 phút, 108 và 240. Đấy. Còn nếu anh em muốn nhận nhanh thì anh em sẽ nhận toàn bộ. Chúng ta sẽ tốn 1000 vàng thôi, nhưng mà sẽ nhận hết quà luôn, coi vậy anh em nha. Tiếp theo là shop thần bí. Cái này thì như kiểu là quà giảm giá thì anh em sẽ mua những cái thứ mà anh em cần. Rồi. Về cái phản hồi, cái này thì phải nạp thẻ nha anh em. Thì cái này thì mình cũng không biết là nạp bao nhiêu đây nữa. Gói đầu là nạp khoảng 1 triệu vàng nè. Mình cũng chả biết là nhiêu nhưng mà khả năng cao thì nó sẽ là khoảng chắc là 100.000. Kiểu như vậy. Gói nạp đầu thì sẽ được một số cái trang bị level 130. Một cái con tinh linh Verona. 1 tỷ berry nhân cho 2 thì tổng cộng là 2 tỷ nè. Túi huyết thạch. Một cái danh hiệu. Rồi túi cờ sơ cấp. Cái này thì sẽ mở được mấy cái cờ. Nó cũng tăng lực chiến cũng khá là ghê. Anh em nạp được tới móc thứ 2 thì nhận được Rayleigh nha. Móc thứ 3 thì được con Sabo. Mấy viên thần thạch nữa. Móc tiếp theo thì anh em được bộ trang bị 155 xanh lè xanh lét luôn, rất là đẹp nha. Bên đây nữa là được con heo, đó là con đại địa thiểm trư. Con này là bét phụ nha anh em, rất là mạnh luôn. Tiếp theo là con ui, được luôn cả con Prometheus của Bitmom nè anh em, xịn sò chưa. Đây là con tinh linh Lucifer. Đấy. Còn đây là những cái viên kim cương cổ đại để tăng cấp sức mạnh. Mấy cái đồ tăng cấp sức mạnh nha anh em. Con Prometheus này xịn sò đấy. Móc kế cuối thì đem được con Dực Long Anacalagon. Con này là con bét 9. Mình nhớ không nhầm là bét 9 thì phải. Và móc cuối cùng thì anh em sẽ nhận được Kaido. What the hell. Có cả Kaido nè anh em. Lát nữa thì mình sẽ vô. À không, không cần đâu, 125 thì rất là đủ rồi. Ok, ngon luôn anh em ơi. Móc cuối là có cả Kaido nha anh em. Với lại đây là Carrot Nguyệt Sư. Thì Carrot này là bét nha anh em, bét phụ chứ không phải là tướng. Đây là con Onimaru vẽ hồ. Con này thì sẽ là bét 9. Đấy. Bây giờ bộ trang bị 160 rất là xịn luôn. Ok. Bây giờ thì chúng ta vào, mình sẽ vào thêm một số chỗ cho anh em xem nữa, ví dụ như là quà online. Cái này thì cũng không gì đặc biệt lắm. Rồi ok. Lễ bao thì chắc là anh em sẽ nạp tiền, cái này thì nạp tiền để nhận thêm đồ thôi. Phản hồi thì cũng tương tự là anh em sẽ nạp để anh em lấy nguyên liệu. Đấy. Rồi tiếp theo thì có trung tâm đổi quà, nhưng mà trong đây thì lại không có tướng nha anh em. Trong đây chỉ có bét nè, trời thời trang nè.
tinh linh nè. Ui, có mấy thời trang đẹp ghê anh em ơi. Mấy cái này ví dụ như là mũ của Luffy nè, thì chỉ Luffy mang được nè anh em. Cái kiếm Kikoku này chỉ có Law mới mang được này. À, Wafuku Jinbe thì Jinbe mới mang được này. Bên đây thì có kiếm của Rayleigh nè, giày cao gót bộ Hancock, gậy Sabo thì của Sabo thôi. Kiếm bá kiếm katana của Sa Tóc Đỏ. Ơi, cái Chiden Mogura này của Katakuri nè. Cái này thì song kiếm Oden thì của Oden thôi. Siga của Win vãi nồi Win. Ô, cái này là của Zack, hai cái cây lưỡi hái, và cuối cùng là Takeru của Yamato. Cái chùy à, cái chùy gì nhìn giống cái bóng chày vậy trời. Ok nha, bây giờ thì mình sẽ vào cái tính năng gọi là Haki để cho anh em. Ủa, chết rồi anh em ơi, không có rồi anh em ơi, tại vì mình chưa đi phó bạn rồi. Ok, không sao, lát nữa mình sẽ vô cái hạt lớn hơn một xíu để cho anh em xem. Bây giờ thì mình sẽ đi nhận nhiệm vụ và đi đánh cho anh em xem, để anh em hiểu cái cơ chế của game nha. Nhưng bạn đã xem mình từ trước thì chắc chắn là anh em đã rành về cái game này rồi. Để mình kiểm tra thư cái có gì không. Có thư nè anh em, không biết là có quà gì không. Ồ, thư của chúng ta thì không có quà gì hết. Nhưng bạn mà đã theo dõi mình từ trước thì đem rành về game này rồi. Còn những bạn nào mới biết mình xem mình về One Piece Fighting Pass thôi thì chưa biết mấy cái tựa game này đâu. Nói chung là game này thì cũng có nhiều web lắm. Cũng có nhiều web lắm nha anh em. Thì mình cũng đã có review và làm rất là nhiều ở những clip trước rồi. Nhưng mà từ lúc mình bỏ game này thì mình không có làm nữa, chỉ vào test skill của tướng mới thôi. Cho nên giờ mình sẽ đánh chi tiết để cho anh em biết được cái cơ chế của game này nó như thế nào. Game này thì nhân vật nó kiểu nó cũng nhỏ nhỏ, nó cũng anime chibi một xíu. Đây là nhân vật chính nha. Game này là có một cái nhân vật chính của chúng ta đấy, chứ không phải là chỉ có dàn tướng One Piece thôi đấy. Nó sẽ đánh theo lượt như thế này. Hiện tại thì nhân vật chính của mình nó quá mạnh đi, cho nên là đánh cái chết luôn rồi anh em ơi. Rồi, lát nữa nó sẽ có thêm mấy cái gọi là như kiểu là theo cốt truyện có bố già rồi xuất hiện xịn sò lắm anh em ơi. Để mình test cho anh em xem. Đấy, đánh anh em đánh theo map nha. Về map thì nó cũng dựa theo cốt truyện. Đây, cái đoạn này là được sự trợ giúp của râu trắng nè anh em. Bố già hơi 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 nhỏ con một xíu nha anh em. Thông cảm cho bố già. Mày hả con? Ôi, nhân vật chính mạnh quá mà. Mấy đứa này chọc bố già có nội là hơi mệt nha. Hơi mệt rồi đó. Gura gura vỡ màn hình. Đấy, bố già hơi bị ghê. Nói chung là trong bên game này thì chắc là bố già hơi phế, tại vì có nhiều tướng mới quá. Rồi lát mình vào top server cho anh em xem một vài con tướng khủng khiếp. Mình thấy có cả dragon nữa mà, ảo thiệt chứ anh em. Đấy, thì bạn nào muốn gọi là kiểu tham gia, muốn trải nghiệm cái tựa game này thì anh em cứ vào cái link mình để phần mô tả nha. Ui, nhân vật chính đây được cái haki gọi là cấp cuối luôn rồi hay sao? Haki nhân vật chính nè anh em. Có cái vòng hào quang đồ như đúng rồi luôn. Mạnh quá mạnh. Giờ mình vào xếp hạng server cho anh em xem nè. Top 1 server bên này là bạn Sun God. Chắc này chắc là hoàn toàn là người Việt Nam thôi, tại vì web Việt Nam thì đa số là người Việt Nam. Thì mình sẽ xem bạn Sun God này cho anh em xem bạn này có những cái con tướng gì nha. Đây, bạn này có con Rayleigh nè, rồi con Sa Tóc Đỏ nè. Đấy, Sa Tóc Đỏ bên đây rất là ngầu luôn. Đây là con Dragon, cha của Luffy nha anh em. Vãi nồi thật, chưa biết skill thế nào nhưng mà đỉnh vãi. Không biết là bạn top 1 có xem được clip mình không. Hy vọng là những anh em nào có Dragon thì có thể cho mình một nick để mình test nha. Tại vì Dragon mình chưa test được ở bên game này, game kiểu đánh theo lượt này. Nên nếu mà bạn nào có thì cho mình mượn là rất là ok luôn nha. Cảm ơn anh em trước nha. Bạn top 2 tên là Lo nha anh em. Thì để mình xem các bạn có tướng gì hot hay không. Kit ve chai Haki à. Đây là kit Haki nè anh em. Bạn top 2 này thì không có con siêu tướng nào hết. Mình sẽ xem bạn top 3 nha. Bạn top 3 tên là Robin. Bạn này thì cũng không có gì, để xem chân 2 coi. Cũng không có gì luôn, ok. Bạn top 4 thì sao đây? Chắc là không luôn, được bạn top 1 thôi anh em ơi. Đây, mà top 4 có cả Yamato này. Đấy, Yamato đẹp chưa. Vào clip ngày kia thì mình có test cái chị Yamato này, cái con tướng Yamato này bên web Trung Quốc rồi. Cho nên mình nghĩ chắc là cũng na ná nhau, skill na ná nhau. Đây là trái Inu Inu, trái của Yamato nha anh em. Nhìn khá là xịn sò. Không biết về hình ảnh thì có đúng hay không, mình nghĩ chắc là có khi là đúng luôn ấy. Nhìn trái này cũng hơi lạ lạ. Game làm cũng khá xịn nha anh em. Bạn top 5 thì tên là Shin nha anh em. Bạn này thì chỉ có Rayleigh thôi. Rồi ok. Bạn top 6 tên là Ribi Sachi. Bạn này thì cũng không có siêu tướng gì rồi. Ok. Nhìn chung là mấy con siêu tướng đó thì để mình vào cái hệ thống Sura thì anh em sẽ quan sát được rõ hơn. Thì bây giờ anh em để xíu để mình qua đó nha. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì tại mình đang vào con nick này, nó có cái tính năng gọi là tính năng Haki, thì anh em sẽ quan sát được tướng nó nhiều hơn. Rồi ok.
À, một lần nữa thì mình nhắc lại là web này tên là Đại Chiến Tân Thế Giới nha anh em, thì mình sẽ để link game với phần mô tả kèm theo đó là link fanpage. Anh em nào muốn chơi hay muốn trải nghiệm các kiểu thì có thể truy cập vào nha. Đây. Game thì khá là mượt và không hề lắc liếc gì luôn, nói chung mấy cái web Việt Nam thì rất là ok. Đây. Ở bên Sura thì chúng ta có dàn tướng của băng hũ rơm, nói chung là tam skip thôi anh em. Đấy, dàn tướng tam skip, hình ảnh tam skip. Bên chương 2 thì chúng ta bắt đầu có thêm một số nhân vật mới, ví dụ là Luffy này, gọi là Luffy Gin. Luffy này mình nhớ không nhầm là chưa lên được Gen 4, cái này thì chỉ mới là Luffy ở Restaurant thôi. Tiếp theo là Law, thì thằng Law nó sẽ lên hình ảnh như thế này. Rồi bên đây là có Jinbe, Jinbe, ui Jinbe từ áo trắng thành áo cam lại à, ảo vậy. Xung quanh có cái lớp gọi là lớp chakra, lớp giáp nước rất là đẹp cho anh em, nhìn rất là hình ảnh rất là đẹp. Đây là Kaya, nhân vật này thì chắc là anh em cũng khá là quen thuộc tại vì nhân vật này xuất hiện từ rất là lâu, từ những cái tập đầu của NB rồi. Đây là bo Hancock của chúng ta, chị Đại đây, chị Đại mang giày cao gót đây, nhìn rất là đẹp nha anh em. Tuy nhiên chiều cao mình thấy cũng hơi khiêm tốn. Đây là Rayleigh, ui 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 dữ 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 dữ, Rayleigh thì có cái kiếm rất là to. Tiếp theo là Doflamingo, Doflamingo thì bên đây nó là như vậy. Đấy, về hình ảnh thì cũng chuẩn bên Reshiram luôn ấy chứ. Sabo thì cũng na ná vậy thôi. Bên trang 3 mới là hấp dẫn nè anh em. Mình chúng ta trong ba bắt đầu có xuất hiện những cái nhân vật tầm cỡ này, ví dụ như xanh tóc đỏ nè anh em. Đây là skill nọ của San nha anh em, cắm kiếm sau đó là những cái tia bát khí xuất hiện. Yamato thì hình ảnh cả cũ vẫn mới thì vẫn vậy, sau khi lên Sura xong thì cũng vẫn vậy thôi anh em. Cũng đẹp. Đây là Oden này, Togen Shirataki, ui skill nọ kìa. À không, đây là đánh thường thôi, đây là mới đánh thường thôi anh em, nhớ không nhầm đây là đánh thường thôi thì phải. Ồ, chém chém khá là ghê nha anh em, tính là xem trong đây cũng thêm được skill quá chứ. Ngon lành cả đào. Tiếp theo là Katakuri. Katakuri thì đây là chiêu thường đúng không ta? Chắc là chiêu thường, mũi khoan. Còn chiêu nọ là tạo ra cái mochi mochi. Còn đây là con rắc nha anh em, con rắc này thì ui, xem được cái chiêu nọ luôn này, hóa thành voi khổng lồ nha anh em đấy. Bên game này có mấy con tướng làm hình ảnh đẹp lắm nè anh em. Mà mấy cái con tướng này thì mình test lần đầu thì bên Kỷ Nguyên, bên web Kỷ Nguyên Hải Tặc. Đấy. Thì mấy con tướng này mình nhớ không nhầm thì như là bên đó là ra đầu tiên hay sao ấy. Hình ảnh khá là đẹp luôn em ơi, biến thành voi các kiểu nè. Rồi xong, tiếp theo là con Win bệnh dịch. Win này không biết là xem được không? Ồ được luôn này, hóa thành con khủng long cổ dài bắn tia laser nha anh em. Đẹp không? Đấy, anh em thấy về cái hình ảnh cũng đẹp không? Biết luôn con khủng long rồi các kiểu cũng dữ dội chứ. Ui da, xịn 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 xịn. Kaido không biết là có skill hóa gì không đây. Ui Kaido đứng im chỗ anh em ơi. Kaido nè anh em. Nhìn hình ảnh Kaido nói chung là cũng ok đấy nhờ, nhìn cũng chuẩn chỉnh. Kaido hiện tại đang đánh nhau Luffy một trận rất là long trời lở đất luôn, ở bên truyện lẫn bên anime rất là khủng khiếp. Kaido đang hóa thành như kiểu rồng lửa anh em, rồng lửa dung nham rồi các kiểu, nghe dữ thiệt. Mà mình có lướt Facebook thấy cái hình ảnh kia kêu là đây là do lớp dung nham bên ngoài bao quanh lấy Kaido chứ không phải là do Kaido biến thành con rồng lửa, thì không biết cái nào hợp lý, cứ từ từ xem tiếp. Đây là Dragon, Dragon cũng chả xem được skill gì nhỉ, đứng im một chỗ. Ồ tiếc thiệt, nếu mà xem được cũng hay ho đấy. Rồi ok, đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Thì nói chung là chủ yếu hôm nay mình muốn review cũng như giới thiệu cho anh em một cái web game vua hải tặc đánh theo lượt. Ạc này thì có cái con Rayleigh cho nên là mình sẽ đánh thử cho anh em xem nha, có điều thì cũng hơi mạnh cho nên không biết có những cái mấy con tướng này có trụ nổi không đây, để mình đánh trong cái ác mộng này thử coi. Trong cái ác mộng này thì tuổi quái như nó trâu hơn một xíu, không biết đánh được hay không. Đây tuổi quái này có vẻ là trâu đấy, đánh thử cho anh em xem một trận nha, cho anh em xem cái cơ chế đánh cũng như là skill được các kiểu. Đấy, skill của Sabo nha anh em, gọi là Long Trảo Thủ, quá dữ luôn. Cái Mera, nhân vật chính của chúng ta thì quẹt quẹt. Còn Rayleigh thì chưa có nổ cho nên là đánh thường thôi này. Đây là cú đá Haki cũng khá là mạnh luôn. Rồi Sabo có nổ rồi này. Skill mình nhớ không nhầm là chiêu lông gà, lông vịt gì bay tung tóe. Mình xem được coi Sabo bên này có gì khác bọt không? Hay là chiêu giọng tay xuống đất. Ồ, chiêu này là như kiểu rồng nha anh em, mấy con rồng lửa bay bay chứ không phải là chiêu giọng xuống đất. Đây là chiêu nổ của nhân vật chính, cũng khá là yếu ớt. Còn Rayleigh thì sao, vẫn chưa có nổ à? Rayleigh vãi chứ. Vẫn là cú đá haki nhưng mà chất lượng anh em, cú đá mạnh thiệt. Rồi có nọ này, tuần sau chắc là sẽ xem được nọ. Nọ của Rayleigh thì như nãy anh em thấy rồi, biến thành cái kiếm khổng lồ và chém 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 chém. Bây giờ anh em sẽ được xem lại một lần nữa kỹ năng kiếm bá khí của gọi là ỷ thiên đồ long đao.
Đấy, thiên đồ long đao của Rayleigh nha. Đấy, hiểu chưa? Đấy, xịn sò. Ôi chết luôn. Mạnh. Nói chung là tem này thì Rayleigh làm chủ lực anh em ơi, mạnh thật. Ôi, trang bị à. 135, 140, 140. Mấy cái đồ này thì anh em rèn lên dần dần nha. Nói chung là game này thì cũng khá là ok dành cho những bạn thích game đánh theo lượt. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình hôm nay. Nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha. Và bạn nào muốn trải nghiệm cái tựa game này thì hãy nhấp vào link game bên dưới phần mô tả. Rồi, ngày mai thì chúng ta sẽ quay lại với Wannabe Fighting Pass. Hôm nay thì mình giải trí một bữa, đổi không khí một xíu qua cái web này nha. Bye bye anh em.